tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Đã 18 tháng kể từ khi đại dịch bắt đầu và mọi người dần cảm thấy mệt mỏi, tất cả đều đang đặt câu hỏi đại dịch sẽ kết thúc khi nào và như thế nào khi mà thế giới đang nỗ lực để kiểm soát biến thể Delta đáng lo ngại của COVID. Tâm thế cam chịu, ông Tư, một công an viên, nói. Bây giờ mình phải chấp nhận cái dịch đấy thì giờ là mình cứ nó đến đâu hay đấy, chứ không thể ấy được. Chứ mình mà dập tắt ngay thì nó hơi khó khăn. Điều kiện của mình đất nước từ trước đến nay là khó khăn. Thì thôi mình là người dân thì chịu khó khăn đó. Chứ không thể như ngày xưa bảo là không có dịch mà làm ăn được. Vậy thì liệu có thể biến đại dịch COVID thành như bệnh cúm hoặc thủy đậu và tiếp tục cuộc sống bình thường? Bà Thúy ý kiến. Giờ cứ sống chung với lũ đi chứ bây giờ hả, cứ giãn cách xã hội mấy người ta sẽ khổ. Mà trong thực tế cô, trong đầu cô nghĩ cái này giống như là cúm vậy đó. Nếu mình không có tiền sử gì trong người thì không sao. Nói vậy thôi chứ trong hoàn cảnh hiện tại, khi công ăn việc làm đình đốn thì bi quan là chuyện khó tránh. Bà Cam chia sẻ. Có ngày cứ sợ sợ không có yên bụng. Cứ sợ bệnh, sợ hoàng đủ thứ. Anh đâu có yên đâu. Ngày nào hay ngày nào thì xong ngày đó cũng mừng thôi, chứ đâu có yên bụng đâu. Sống chung với nó cũng được, nhưng mà mình phải giữ gìn sức khỏe, chứ mình đâu có loại trừ nó được. Giờ đi đến đâu cũng gặp cảnh phong tỏa, rồi cửa hàng bị cấm buôn bán. Và nếu trạng thái này cứ kéo dài trong lúc người dân không biết lấy gì để sống, khi mà các khoản an sinh vẫn chỉ dừng ở hứa hẹn, thì trong tình cảnh đó, người ta dễ đồng tình với gợi ý sống chung với dịch. Bà Thủy ý kiến. Bây giờ cứ mình cứ chích ngừa, mình chích ra rồi mình sống chung với vậy thôi, chứ giờ sao giờ cái tình hình kinh tế, chứ giờ mà cứ về hoài thì tình hình kinh tế nó khó khăn. Nói chung ai cũng khó khăn hết. Các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh bị đóng cửa nhiều rồi, người dân vẫn tự loay hoay, ông Vũ Văn Thiệp bày tỏ bất lực. Phương án thì bây giờ mình phải chấp nhận thôi, còn phương án là giờ còn phương án nào bây giờ chỉ có bây giờ là chích ngừa hết cho người dân thì nó không bị lây nhiễm thôi, để mới cuộc sống nó ổn định lại được thôi. Đang có đề xuất là bằng việc tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị và trách nhiệm xã hội. Trong tương lai gần, phản ứng của chúng ta đối với COVID có thể chủ động hơn so với bây giờ trong một trạng thái gọi là bình thường mới, tức là học cách sống chung với dịch. Đợt lây lan dịch COVID-19 lần này đẩy nhiều đối tượng dễ bị tổn thương về sinh kế vào hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng, nếu không muốn nói là ngặt nghèo. Họ là những người lao động tự do, làm việc thuộc khu vực kinh tế phi chính thức, có việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, bà Phạm Thị Bình bán nước mía, kể. Kinh tế đều làm ăn thì khó khăn vậy đó con. Rồi làm hồi đó thì làm cũng có tiền đồng ra, vô giờ bệnh thì buôn bán thất thường. Hồi đó như cô bán bó ngày có 2-3 bó mía, nay còn có 1 bó nữa bó. Mùa dịch này bán ai cũng ế ẩm này kia vậy, mà đâu có ai có đâu. Cho nên bà không biết cái vụ mà người ta ủng hộ hay gì không biết. Bà không thấy ai cho gì hết à. Cho nên bán cứ bữa nào thì ăn bữa nấy vậy thôi. Mấy đứa công nhân con của cô đâu thấy hỗ trợ gì đâu. Mấy đứa đi làm thấy cũng đâu có cho gì đâu. Hiện tại, chính quyền Bình Dương đã tạm dừng tất cả hoạt động của chợ tự phát đang hoạt động tại các thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, quản lý chặt chẽ các chợ truyền thống và yêu cầu người dân, tiểu thương thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Ông Phạm Mai bán bánh bột lọc ở Thủ Dầu Một cho biết. Có lệnh cấm mấy người bán làm lao động tự do. Thành ra đời sống là cũng khó khăn. Cấm nhưng mà không có người hỗ trợ. Nó là phải dán bắt là bắt, mà bán là bán rồi để kiếm tiền cho nhà trọ rồi chứ. Nhà trọ là người ta cũng đâu không có bớt tiền. Cũng là lấy giá 1,6 triệu chứ không bao giờ bớt. Nhưng mà bán thì chính quyền địa phương là bắt khoẹt. Rồi đời sống là rất là khó khăn. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tiếc thay người dân ở tỉnh Bình Dương vẫn chưa thấy gói hỗ trợ an sinh nào, bà Thuận nói. Nó tạm dừng lại không ngưng hoạt động thì mình có thể là mình
không có thu nhập vô được. Trời ơi, buôn bán cũng đuổi, vậy chứ cũng bị hốt á. Canh canh tới 5 giờ là chạy rồi đó. Tới giờ ta đi làm nhiệm vụ. Chuyện buôn bán trong tâm thế phập phồng như vậy, vì đây là những đối tượng mà họ vừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sinh kế do dịch bệnh, lại vừa là nhóm yếu thế về khía cạnh pháp lý, có thể dễ dàng bị gạt ra ngoài lề của các kế hoạch hỗ trợ chính thức. Bà Phạm Thị Bình chia sẻ ý kiến. Tôi muốn mấy người buôn bán nè, ai buôn bán cũng khổ. Thì ai có giúp đỡ, hỗ trợ thì mừng vậy đó. Chứ ai buôn bán cũng ngày nào cũng kiếm sống qua ngày nấy vậy thôi. Thì có, ví dụ như có dịp gì hỗ trợ cho mấy người buôn bán khổ sở vậy đó con. Thì cũng mừng. Có xây sở trong những ngày dịch nè. Vậy đó. Chứ buôn bán thì ai cũng vậy hết trơn. Ai cũng đắp đổi qua ngày hả con ơi. Trải qua 4 đợt dịch, vì kế sinh nhai, người dân không sợ chết vì Covid-19 nữa mà sợ chết vì đói, bà Thuận ao ước. Ví dụ có chính sách thì được hưởng, còn không có thì phải chịu thôi, chứ giờ sao giờ mình cũng muốn ao ước vậy. Đó. Thấy không, mình cũng muốn ao ước là sự quan tâm và giúp đỡ cho chị em đồ. Những người ta khó khăn, có cái phần không có thu nhập được thì có một phần hỗ trợ đó thì cũng đỡ. Trong tình cảnh hiện tại của dịch bệnh, cho thấy với nhiều người lao động, sức chịu đựng của họ đã vượt quá giới hạn rồi. Những điều đó tạo ra áp lực lớn cho cuộc sống của dân chúng, nên bên cạnh việc chống dịch, cần phải có những chính sách hỗ trợ kịp thời. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Người Hoa chợ lớn nổi tiếng về hoạt động thương mại ở phố thị, nhưng giờ thì tất cả đều hiu, phần vì dịch giả dằn dai khiến sức mua giảm, phần vì nhà chức trách ban hành các lệnh giãn cách và nhiều khu dân cư có các ca nhiễm Covid bị cô lập trong ít nhất là 2 tuần lễ, ông Tèo kể. Chữa bệnh thì ở quận 5 của khu 13 thì buôn bán tấp nập. Còn bây giờ bệnh dịch thì đóng chỗ thì đóng nhiều hơn mở. Có chỗ mở chỗ đóng nhưng mà đa số thì đóng nhiều hơn mở. Đó, ở quận 5 này nó nhiều khu người qua lắm. Như đường Lãng Tử nè, rồi bên Chặn Đạo nè, Nguyễn Trãi nè, toàn là khu người qua không à. Đó, bây giờ cũng chợ Búa Kim Biên rồi này kia nó cũng đóng hết rồi, đâu dịch dữ quá đâu có cho mở nữa đâu. Nhịp sống của người Hoa chợ lớn luôn sôi động, không chỉ vì buôn bán mà còn là sản xuất tiểu thủ công, ông Vĩ Hùng nhận xét. Thấy nó đều hiu vấn dễ rồi, đâu có thấy cái gì đông nghẹt đâu. Bởi vì cái nào cũng thưa thớt rồi, người ta một số người là bị giấy rồi. Còn số còn lại thì cũng lo công việc của mình thôi. Người bán thứ đi qua đi lại cũng bớt nhiều rồi. Hồi trước 10 người bây giờ may lắm là 100 người mà bây giờ còn lại 2-3 người đi qua đi lại thôi. Các cơ sở tôn giáo phải đóng cửa vì lệnh cấm tụ tập đông người. Các chùa của người Hoa nếu có khách đến viếng thì cũng chỉ là vào thắp nhanh cây nhang sau đó phải rời ngay. Người Hoa chợ lớn sống bằng nghề thương mại nên với họ chùa là chỗ dựa tâm linh cho mua bán may mắn. Ông Thành kể. Chùa giờ cũng nhắn nhẽ luôn à, không có khi bao giờ ở đâu đông người đâu. Toàn chùa cái gì ở đâu cũng vậy, không có được đông nghẹt. Chào nó biết dừng hành trình thành như vậy rồi, cho nên chùa nó cũng không cho vô đông người. Có thắp nhang, có thắp gì, thắp lẹ lẹ rồi ra liền. Có giờ đó đi chùa, bỏ tháng tôi đi chùa thắp ngang hoài rồi. Bây giờ 2 năm nay cũng dám đi, để ở nhà mình cúng được à. Ở nhà mình có thò này, thò kia mình cúng được, chứ đi xa thì không có đi nữa. Chứ đó đi qua tao với Phan Trí Tủ Đại kia và đứa Châu Đốc rồi cũng đi hoài đó, mấy năm nay dám đi. Ví dụ cúng rồi giờ mà ai dám đi xa,
có chuyện gì rồi xảy ra rồi mình cũng biết sao, tình hình sao mình sao về được. Ai giờ dưới có chuyện gì mà cũng cấm không cho về. Là lưu dân sinh sống lâu đời tại Sài Gòn, người Hoa Chợ Lớn vẫn giữ được nề nếp là để yên ổn làm ăn, cần phải biết luôn răm rắp tuân thủ các lệnh của nhà chức trách. Giờ với yêu cầu ai nấy hạn chế ra đường nên Chợ Lớn trở lại cảnh vắng vẻ như thuở nào, ông Vĩ Hùng hồi tưởng. Ở nhà, cái gì đã thông báo là nói rồi, không có cái việc gì mà cần thiết thì nên ở nhà là tốt hơn, là an toàn hơn. Đời sống bây giờ cũng như là trở lại đời sống mà mấy chục năm trước á, thì mới lo nghĩa là xa xa có một cái nhà thì cũng như sống như hồi đó vậy thôi, chứ đâu có khác gì không. Mấy trung tâm đâu đó, đường phố nó đâu có đông nghẹt đâu, cũng vắng vẻ, muốn đi qua đi lại hết, ở dưới lòng đường đá banh cũng được. Lâu nay đi đến đâu người Hoa cũng lập chợ để trao đổi buôn bán. Họ luôn có khát vọng vươn tới các chợ lớn, các trung tâm để trổ tài buôn bán của mình. Giờ thì tất cả những thế mạnh đó của người Hoa ở Sài Gòn đang phải tạm dừng vì dịch Covid. Theo hướng dẫn cách ly F1 tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký, thì chính quyền cấp xã phường chỉ cho phép cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn và chỉ thực hiện cách ly tại nhà riêng lẻ, ông Túc đồng tình. Thành phố mình quá tải rồi, thì cách ly ở nhà, chờ ở nhà cũng tốt, giờ quản lý, với lại là không có lây nhiễm chéo nữa. Đúng không? Ví dụ giờ là thả ra cộng đồng thì đôi khi là nói chung thì cộng đồng thì đôi lúc nó quản lý cũng chưa tốt á, là đôi lúc là nó sợ lây chéo. Đúng không? Lây nhiễm chéo á. Còn nếu trường hợp mà được mà tốt nhất là F1 ở tại nhà thì cũng được. Nhưng mà nhà riêng thì được. Việc cách ly F1 tại nhà riêng với trường hợp người chạy ăn từng bữa thì theo lời của ông Võ Tấn Ba là khó thực hiện. Ít người mà chịu ở nhà lắm, thiệt. Nhất là cuộc sống mà như có tiền á, đúng không? Ăn uống sao ta còn ở nhà được. Còn những người khổ bắt buộc ta vẫn phải đi làm. Dù một ngày 20.000, 30.000 ta vẫn phải ra đường. Đó, cái này cũng khó nói lắm. Đó, mà là như vậy thôi. Còn bây giờ như thí dụ giống như là người ta có tiền, không ít, nhưng mà người ta có 5-7 triệu trong nhà đi, ta cũng có thể là ăn hà tận, hà tiện cũng ở trong nhà được. Cái khó khi cách ly tại nhà là khó thể trông cậy vào việc giám sát bằng camera vì không đủ nhân lực. Ở đô thị như Sài Gòn thì ngoài dựa vào sự tự nguyện, tự giác và xử phạt thật nghiêm người vi phạm, cũng cần nhờ đến sự giám sát của tổ COVID-19 cộng đồng. Ông Hồng Tuất nói thêm về cái khó. Là nó quá tải nè, nhà nước có chỉ thị là cách ly tại thí điểm tại nhà nè, nhưng mà nhà là ví dụ như là mình có nhà riêng thì được, ví dụ như là mình có nhà, ví dụ như nhà cấp 4 hay là nhà một lầu hai lầu gì, nói chung là nhà riêng của mình á thì nó dễ quản lý, đúng không? Còn mà bây giờ là ở nhà trọ, ví dụ bây giờ một cái nhà rồi họ xây coi như 2-3 phòng họ cho thuê, rồi mình ở chung với lại là những người khác đó, rồi lại với lại là ở chung với chủ nhà nữa, đôi lúc mình là hạn chế đó là cũng khó, đúng không? Tại vì không lẽ mình ở trong phòng hoài, mình cũng phải là đi toilet hoặc là giặt quần giặt áo, rồi mình phải xuống đường mua chút gì và ăn chứ không lẽ, đúng không? Đó, thành ra nó đôi lúc cũng khó. Ở ngoại thành có thể hàng xóm láng giềng giám sát lẫn nhau, cùng với sự giám sát của tổ COVID cộng đồng, ông Hùng đề xuất. Chỗ nào có đất rộng thì có đất vườn, đất ruộng rộng thì làm cái chòi cái ấy cho người ta ở riêng ra, cách ly rồi đem cơm đem nước đến cho người ta, hoặc là chỉ cách thuốc điều trị cho người ta. Theo văn bản thí điểm cho cách ly F1 tại nhà, thì nếu thành phố Hồ Chí Minh có những trường hợp đủ điều kiện, rất nên tính toán phương án cho F1 cách ly tại nhà để giảm bớt tần suất mật độ trong các khu cách ly tập trung đang quá tải.
Nhà chức trách ở thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt việc trong khu vực phong tỏa đã xảy ra lây lan dịch COVID, mặc dù đây là nơi có các ca nghi nhiễm đã được đưa đi cách ly tập trung và khu dân cư có ca nhiễm đó đang chịu sự phong tỏa bắt buộc trong 3 tuần lễ. Ông Lý Ngọc Châu, một nhân viên điện lực, ý kiến. Theo tôi nghĩ nếu mà cái dạng F2 cũng đưa đi luôn đi chứ giờ ở trong xóm giờ sao quản lý nổi, giờ nó ở trong nhà bà ta không chịu đâu nổi, buộc lòng đâu phải mở cửa ra đi tới đi luôn thôi chứ sao, đúng không? Giờ ông ở nhà hoài làm sao ông chịu nổi, tối ngày ở trong nhà ví dụ nhà ít người đỡ đi, một nhà nhỏ mà cả chục người ở đổng rồi làm sao mà chịu nổi, cũng phải ra ngoài chứ đâu có gì đâu. Đề cập về vụ việc phát hiện 59 ca dương tính trong khu phong tỏa ở quận 4, ông Sinh nói rằng cần luôn cảnh giác. F2 khu phong tỏa quận 4 là bài học, bà con phải cảnh giác, phải đừng có quá chủ quan mà lơ là, tại vì đâu có người nào bệnh đâu, thành ra nói người này tiếp xúc người kia thì nói chuyện nhau thì sẽ lây lan qua chứ, tiếp xúc là lây lan rồi. Tốt nhất là người nào ở nhà nấy, khi nào mới giải quyết sao, chứ còn giờ nếu mà phong tỏa là phong tỏa nhưng mình phải giữ mình trước á, mình không giữ mình cũng vẫn không ra đường, nhưng mà ở xóm có quyền đi chơi tới lui cũng người này lấy kia biết người nào bệnh không bệnh, thật ra mình phải tự giác chút xíu. Mặc dù nằm trong khu vực có ca bệnh COVID và được phong tỏa, nhưng vì Sài Gòn nhiều con hẻm thông nhau, nhà cửa san sát, nên trong thời gian 3 tuần lễ lâm cảnh phong tỏa, trên thực tế khó thể ngăn chặn sớm qua lại nói chuyện với nhau. Do vậy, giờ chủ yếu là kêu gọi ý thức chung, ông Châu nói. Nếu mà cái người chủ quan hay lạng quạng, nếu mà nó lây ra nhiều quá, có thể bị truy tố luôn, bị quy trách nhiệm hình sự, vậy thôi. Tại là do mình bây giờ dịch bệnh mà mình gây ra lây lan thì mình chịu thôi chứ sao, ai cũng phải vậy thôi chứ, mình phải tự bảo vệ mình và cộng đồng luôn chứ, chẳng hạn như mình có cái gì đó mình phải tự cảnh giác. Tại cái dịch bệnh này thấy vậy chứ, cái đợt này là ghê gớm lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Hồi xưa mình thấy cái đợt đầu tiên là cái năm 2020 ở trong khu cách ly chứ nó đâu có bệnh đâu, mà bây giờ đa số cách ly là loại bệnh không á, đúng không? F1 2 giờ mười mấy ngày sau loại bệnh hết á. Theo lời của ông Huỳnh Văn Sinh thì gặp cảnh phong tỏa kéo dài, người ta thường rủ nhau ăn nhậu để giải khuây. Những người ta tụ năm tụ ba ngồi nhậu chung nhau nữa, cái đó là dễ chết. Bạn bè đó kéo nhau rủ vô nhậu, năm ba người ngồi nhậu gia đình, nghĩ rằng không sao đó, nhưng mà cái đó là cái nguy hiểm nhưng mà cho người nhậu đó. Thì trong nhà 4-5 người nhậu nè, biết người nào bệnh, người nào không bệnh, ngồi uống chung vậy thế nào cũng phải lây lan à. Các khu phong tỏa với quy mô lớn nhỏ khác nhau hiện dễ dàng bắt gặp trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Số ca mắc mới được thông báo cập nhật mỗi ngày 2 lần cho thấy điểm nóng dịch bệnh COVID-19 biến thể Delta tại thành phố này vẫn ngoài tầm kiểm soát. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thông báo đang đẩy nhanh việc tìm các nguồn cung cấp vaccine COVID để tiếp tục mở rộng tiêm chủng cho người dân nhằm tiến tới nhanh nhất việc miễn dịch cộng đồng. Ông Lê Ngọc Bích, cựu sĩ quan công an cho biết nếu được quyền lựa chọn thì tốt nhất là nên nhập vaccine của Mỹ. Chủ yếu là chờ dân ở khu vực này là khóa vaccine tốt nhất, nói thẳng vậy, của Mỹ hoặc là của thằng Nhật. Hai cái đó là tìm hiểu của dân đó, là người ta thích cái nhất là của Mỹ về của Nhật. Thứ hai là chủ yếu là của Việt Nam ra nó là càng mới thích. Đó, còn cái vụ của thằng Trung Quốc là người ta dân ở khu vực đó là người ta bác hết rồi. Ta không muốn chích rồi. Đó là cái ý tôi tìm hiểu đi tập thể dục, gặp bạn bè, anh em. Rồi trong khu phố, đa số mà tôi tìm hiểu được là khu phố là sinh hoạt là cựu chiến binh, là cựu công an, là sinh hoạt khu phố thì dân tìm hiểu người ta nói như vậy đấy. Với lao động phải chạy ăn từng bữa, họ mong dù có miễn phí thì cũng đừng chích vaccine của Trung Quốc, ông Minh giải thích. Tôi nghèo mà nếu mà thuốc đó tốt, người ta vẫn thích hơn. Còn hơn là chích của Trung Quốc, như đa số nghe nói Trung Quốc họ sợ quá, sợ còn hơn không nổi nữa. Tôi đây hồi đó giờ tôi không có mất cảm tình với Trung Quốc, cứ như mà ngày từ ngày nó lập Biển Đông, nó muốn này muốn kia là tôi nổi máu rồi, tôi nói thiệt.
Được già rồi chứ còn trẻ, tôi nói thiệt, không lẽ giờ nói về chính trị chứ. Đừng chơi nó, thằng ấy ác quá. Cái virus này là của nó chứ không của ai hết đó. Chứ giờ mình không dám nói, tại mình không có lấy bằng chứng được. Người dân nói rằng sở dĩ chuyện làm ăn bị đình đốn cũng vì con virus đến từ Trung Quốc đó, nên giờ nếu chích miễn phí thì mong rằng đừng dùng vaccine Trung Quốc, còn nếu chích có thu phí về những loại vaccine của Mỹ thì người nghèo cần sự chia sẻ của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Ông Minh ý kiến. Nếu mà tính giờ bảo hiểm y tế á, mà cước trừ á, bao nhiêu phần trăm á, thì có lẽ người dân cũng thích. Có thể là được, bởi vì nếu mà mình mua bảo hiểm á, mà thì theo cái mức độ của cái bảo hiểm y tế như của tôi á, tôi là được 95% về cái gì. Gia đình của tôi là hiện giờ là gia đình được nhà nước xây cất nhà tình thương, con tôi nó bị tâm thần đó, cho nên là bảo hiểm của tôi, hai cha con tôi được 100%, mà tôi thì được 95%. Sẵn sàng góp tiền dành dụm của mình cho tiêm những loại vaccine do Mỹ sản xuất, bởi vì theo lời ông Minh, mới đây ông được thông báo là chính quyền sẽ có gói hỗ trợ an sinh cho người nghèo với mức mỗi ngày là 30.000 đồng, vị chi cũng được cả triệu bạc một người, số tiền đủ để đi chích. Chích vaccine Mỹ mà phải tốn tiền thì nhiều tiền quá ai chích, không lẽ giờ 10.000, 20.000. Ít nhất cũng phải cả triệu bạc trở lên, làm sao trong cái thời dịch này làm gì kiếm tiền mà có để chích. Điểm thứ hai nữa là cái mùa dịch này thì giờ nếu mà nói dân nhà nước đang định viện trợ cho mỗi người 1 triệu bạc, cái giờ phút này chưa có đồng nào thì làm sao có tiền đâu mà để mà đi chích. Cũng băn khoăn về số tiền phải tốn khi không được chích ngừa miễn phí, ông Thành nói rằng nếu chừng nửa triệu bạc thì ráng được. Đúng là mình chả phải ưu tiên cái nào cả, nhưng mà bây giờ nó rất là cái điều kiện mình đi làm này, bước có bước không, cũng muốn chích nhưng chẳng hạn là mức độ tiền nó như cỡ nào, ví dụ như là nó chẳng hạn hai mũi là ví dụ như mà nó cỡ 500 đổ lại thì cũng nên chích thì vụ, còn nếu mà nó cao quá cái mức mà mình đi làm này nó không đủ khả năng để mà mua mà chích thì cũng chịu đi chứ sao được. Với những người khá giả hơn chút thì số tiền bỏ ra khi chọn chích vaccine của Mỹ là không vấn đề gì, ông Bính nói. Nhà nước mà đưa về cái khu vực chỗ tụi tôi ở thì tụi tôi bỏ tiền để chích cái vaccine của Mỹ, có sao đâu. Chờ mình cơ bản nhất đó, đề phòng. Mà đó là bản thân cả, không những tôi mà động viên cả gia đình, khu phố. Kinh tế gia đình nào khá tự động bỏ tiền ra chích đỡ cho, còn cái số mà viện trợ để cho người nghèo, cho người ta đỡ. Người nghèo thì chờ đợi chích miễn phí, chẳng ai trách cứ gì, nhưng khi so với xứ người thì đúng là buồn lắm, ông Minh nói. Mình nghèo đây mình buộc lòng phải từng mũi một thôi chứ. Chứ còn theo chưa thấy nước ngoài là Mỹ là cho chích còn khuyến mãi là cho vé số rồi còn tặng quà tặng hết nữa, đâu ai đúng không, báo chí đăng là đâu bây giờ chặt đâu. Tin tức cho biết hiện tại Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nội dung dự thảo biên bản ghi nhớ giữa chính quyền thành phố với công ty Julin Pharma và tập đoàn Vina Capital về việc mua vaccine Moderna. Sở Y tế cũng đã gửi công văn đến AstraZeneca Việt Nam, Pfizer Việt Nam để xác minh thông tin ủy quyền của nhà cung ứng được giới thiệu. Nếu mọi việc suôn sẻ, dự kiến chậm nhất trong cuối quý 3 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận lô vaccine đầu tiên. Covid-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Trước diễn biến số ca bệnh COVID-19 lây lan nhanh như hiện nay, nhà chức trách ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện phương án 10.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện tại thì thành phố này đang có 11 bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 với 5.000 giường. Ông Lê Hồng Phát, một cựu viên chức, nhận xét.
nghĩ là thế nào cũng tăng nữa, như mình thứ hai nữa là nhà nước đã sắp xếp để lo cho dân hết rồi thì đâu đến nỗi nào, ví dụ như có lên thì chăng nữa nó cũng nhà nước cũng phải chịu thôi, chứ giờ sao giờ, bởi vì họ nhà nước đã kiểm soát hết. Ấy là người vì người chứ đài nó cũng nói nó len lỏi nhau, đi xe hầm rập tự, đi xe lâm lạnh rồi nọ để nó tràn vô đây rồi nọ, từ cái đó dịch bệnh nó mới lan lây ra. Chứ nếu không hồi xưa con cái các tỉnh bị chứ thành phố mình đâu có bị đâu, cho nên thành phố mình vẫn buôn bán, vẫn làm kinh tế đều. Mình hy vọng là nó giảm được phần nào hay phần nấy, chứ nếu không giảm thì chắc tình trạng mình chắc bị phong tỏa nhiều, có thể là giới nghiêm nữa. Với diễn biến dịch bệnh tiếp tục căng thẳng đã khiến công ăn việc làm càng thêm đình trệ, ông Nguyễn Văn Bính chia sẻ. Dự dầu mà thêm 10.000 giường bệnh gì đó thì cái chuyện đó là cũng tốt thôi, nhưng mà mình cũng mong là không có được cái Covid này mau sớm là hết đi, chứ đừng có nhiều xảy ra nhiều người lây nhiễm và bệnh quá thì cái khổ sở lắm, làm ăn đồ cũng là khó khăn nữa. Bệnh viện Ung Bướu cũng sẽ là nơi được dành riêng để điều trị các ca bệnh COVID tình trạng nặng. Việc chủ động kế hoạch chuyển đổi công năng của một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành các bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị COVID là tốt. Song băn khoăn lớn nhất lại là vấn đề viện phí. Ông Phát ý kiến. Tự nhiên nhà nước lo được 10.000 giường, tất nhiên là 10.000 người. Nhà nước chuẩn bị phải không? Nhưng mà khi con số nó lên tới, chúng nó thí dụ thôi, con số nó lên tới mức độ đó thì nhà nước lo, mà dân không ra tiền thì nhà nước có lo không? Phải không? Nhà nước có lo được cái vấn đề đó không? Hay là chỉ lo cho lấy có thôi? Ví dụ như bây giờ nhà nước nói nhà nước lo sẽ chuẩn bị cho 10.000 giường để lo cho cộng đồng, lo cho bà con để mà ngừa cái Covid sắp tới. Nhưng mà ví dụ những người nghèo đó, họ không có điều kiện thì nhà nước có bỏ không, hay là phải thâu tiền họ rồi họ chạy mượn đồ này mượn đồ kia, đến chừng đó bọn xã hội đen nó tới nhà nó xiết cổ, nó xiết nhà luôn, cái đó mới là khổ. Viện phí luôn là nỗi ám ảnh của tâm thế bất lực lúc người nghèo phải điều trị nội trú, ông Bính tự an ủi. Cái Covid này thì nó lây thì lây lan rất nhiều đó, cho nên bây giờ đó thì mình chỉ nói là giờ là người dân mình thôi, có ý thức giùm đó, những người nào mà có thấy mà cảm thấy mình bị bệnh thì mình ra mình phải đi test liền để cố gắng mình giữ cho dân chúng mình luôn. Thì bây giờ nó cũng tùm lum rồi, cho nên bây giờ cũng do là người dân mình ý thức đi, cố gắng là hạn chế ra đường nè, không cần thiết. Thứ hai thì nhớ đeo khẩu trang, ra đường thì phải đeo khẩu trang cho nó kỹ lưỡng đó, cho nó là an toàn cho mình và cộng đồng. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh dồn mọi nỗ lực phòng dịch, bao gồm cả thông báo sẽ sớm hỗ trợ an sinh người lao động nghèo khó cũng như chích ngừa cho người dân đang hướng đến kỳ vọng dập được dịch, không phải cần đến phương án 10.000 giường bệnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin VOA Tiếng Việt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Để đóng góp hình ảnh, video hay bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ VOA, bạn làm báo avong@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.